Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc và Lào tập trận chung lá chắn hữu nghị năm 2024. Ngày 4 tháng 7, BBC tiếng Việt loan tin, Trung Quốc đem máy bay, xe pháo tới Lào tập trận lá chắn hữu nghị. BBC dẫn thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, Trung Quốc và Lào sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự chung lá chắn hữu nghị 2024 từ ngày 5 đến ngày 18 tháng 7 để chuẩn bị cho cuộc tập trận Trung Quốc đã chuyển khí tài, vũ khí và binh sĩ tới thủ đô Vinh Chăng của Lào bằng đường không vận và tuyến đường sắt nối giữa hai nước. Theo BBC, hình ảnh do Tân Hoa Xã công bố cho thấy trực thăng Z-20 của Trung Quốc đậu tại sân bay quốc tế Wat Thay ở Vinh Chăng ngày 30 tháng 6. Nhiều xe thiết giáp chở quân và chiến đấu, bao gồm Type 08, cũng đã được tàu lửa chở tới ga Phong Hong ở Vinh Chăng vào ngày 1 tháng 7. BBC dẫn Tân Hoa Xã cho biết, lực lượng quân đội Trung Quốc tham gia tập trận năm nay đến từ các đơn vị tại Hồng Kông, Macau và Quảng Tây. Có hơn 1.200 binh sĩ của cả hai bên tham gia cuộc tập trận, trong đó Trung Quốc đã cử hơn 300 quân nhân mang theo nhiều loại vũ khí và phương tiện. Và đây là hình bài trên BBC. Tân Qua Xã cho biết thêm, cuộc tập trận có các nội dung phối hợp tác chiến hỗn hợp, huấn luyện toàn diện và giao lưu văn hóa. BBC cho biết đây là lần thứ hai Lào và Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự chung Lá Chắn Hữu Nghị. Trước đó, cuộc tập trận chung Lá Chắn Hữu Nghị 2023 đã được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 ở Học viện Quân sự Komadam tại Lào với sự tham gia của binh sĩ từ chiến khu Nam Bộ Trung Quốc. Vẫn theo BBC, trước Lào hồi tháng 5, Trung Quốc và Campuchia đã tiến hành tập trận Rồng Vàng lần thứ 6 kéo dài 15 ngày từ 16 đến ngày 30 tháng 5 tại Trung tâm huấn luyện Cảnh sát quân sự tại tỉnh Kampong Chang và căn cứ Hải quân Rim ở Campuchia. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết chủ đề của cuộc tập trận là các hoạt động chung chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo. BBC cũng cho biết, ngoài khía cạnh quân sự, Lào đã và đang tiếp tục tăng cường quan hệ với Trung Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng. Lào và Campuchia là hai nước trong khu vực hạ lưu sông Mekong, nhiệt tình đón nhận các dự án của sáng kiến vành đai và con đường nhất. BBC cho hay, tháng 12 năm 2021, Lào đã khai trương tuyến đường sắt kết nối thủ đô Vinh Trăng và thủ phủ Công Minh của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, với kinh phí 6 tỷ đô la, với chiều dài hơn 1.000 km và được xây dựng trong 5 năm. Và đây là hình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. BBC dẫn một trang tin quốc tế ngày 3 tháng 7 cho biết, Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Lào, chiếm 50% trong 10,5 tỷ đô la tổng nợ nước ngoài của chính phủ. Hồi tháng 11 năm 2023, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với chủ tịch Lào trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Lào đến Bắc Kinh rằng hai nước cần ra sức lập một tương lai chung. BBC cho biết thêm, vào năm 2017, Lào và Trung Quốc đã thống nhất xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai mang tầm quan trọng chiến lược trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập đến quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi Việt Nam chỉ mới gia nhập cộng đồng này trong chuyến thăm của ông Tập đến Hà Nội vào tháng 12 năm 2023. Cho đến nay, tại Đông Nam Á, cộng đồng cùng chia sẻ tương lai của Trung Quốc có sự tham gia của 7 quốc gia thành viên ASEAN, gồm Việt Nam, Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. BBC dẫn đánh giá trong một bài viết của nhà nghiên cứu David Hutt từ Viện Trung Âu chuyên nghiên cứu về châu Á vào tháng 12 năm 2023 rằng các khoản đầu tư của Trung Quốc, bao gồm cả các dự án thuộc BRI, đang hướng theo trục Đông Tây ở khu vực Đông Nam Á cuộc cạnh tranh rõ ràng giữa Trung Quốc và Việt Nam để giành ảnh hưởng ở Campuchia và Lào, tuy đã phức tạp hơn so với những ngày đầu, nhưng ít nhất về mặt kinh tế vẫn mang tính cộng sinh. Quả thật, Việt Nam thu được lợi ích từ đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia và Lào, ông cho biết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc và Lào tập trận chung lá chắn hữu nghị năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiệm kỳ thẩm phán suốt đời chưa đủ để có tư pháp độc lập. Ngày 2 tháng 7, AFA tiếng Việt bình luận, nhiệm kỳ thẩm phán suốt đời với thể chế chính trị Việt Nam. AFA cho biết, theo quy định mới tại luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2024, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, thẩm phán Tòa án Nhân dân sẽ có nhiệm kỳ suốt đời, khác với quy định hiện hành giới hạn thời gian nhiệm kỳ. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn quan điểm của luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ rằng, tôi rất tán thành với đề xuất bổ nhiệm thẩm phán suốt đời như là một trong những biện pháp cải cách tư pháp tại Việt Nam theo hướng đảm bảo tính độc lập xét xử của các thẩm phán. Tuy nhiên, vẫn phải hiểu rằng, chỉ trong phạm vi ấy thì vẫn chưa đủ mà phải có các biện pháp cải cách đồng bộ. Thứ nhất là phải bãi bỏ các cơ chế phi pháp luật đang can thiệp sâu vào quyết định của các thẩm phán, chẳng hạn như sự chỉ đạo của ban nội chính, cơ quan đảng và hợp duyệt án. Thứ hai, phải đảm bảo mức lương cho thẩm phán đủ sống, để thẩm phán không còn bị đồng tiền chi phối vào các quyết định xét xử của họ. Thứ ba là phải cấm các thẩm phán tham gia đảng phái chính trị để các thẩm phán có thể đưa ra các quyết định khách quan, chỉ tuân thủ pháp luật, không bị tác động, chi phối bởi lợi ích đảng phái chính trị. AFA dẫn ý kiến của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, từng có 7 năm làm phó khoa trưởng Lincoln Law School of San Jose, nói về việc bổ nhiệm thẩm phán ở Hoa Kỳ. Trong hệ thống tòa án liên bang cũng như tiểu bang, khi một vị thẩm phán được bổ nhiệm thì nhiệm kỳ của họ là suốt đời. Một vị thẩm phán được bổ nhiệm suốt đời sẽ không phải lo lắng cho công việc trong tương lai, không cần phải lấy lòng ai để mưu cầu cá nhân khi hết nhiệm kỳ. Việc của họ là bảo vệ danh dự cho chính bản thân họ bằng cách làm việc theo đúng hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ. Luật sư Duyên nói thêm, việc bổ nhiệm thẩm phán làm việc suốt đời có mặt hạn chế và đôi khi quan điểm của họ không còn phù hợp với xã hội thay đổi rất nhanh về mọi mặt, nên có thể ra những phán quyết lạc hậu. Và đây là hình một phiên tòa công khai nhưng kính ở Việt Nam. AFA dẫn tiếp là luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada nói rằng điều đó phù hợp với chuẩn mực của quốc tế, đó là điều Việt Nam nên làm để có thể hội nhập với thế giới trong lĩnh vực tư pháp. Tuy nhiên, ở Việt Nam chỉ có một đảng lãnh đạo với thể chế là độc đảng toàn trị. Cho nên, để bổ nhiệm thẩm phán có thời hạn 5 năm đến 10 năm hay bổ nhiệm thẩm phán suốt đời thì cũng không thay đổi tính độc lập cần có của một thẩm phán khi quyết định một bản án. Lý do là tất cả các thẩm phán đều là đảng viên và theo sự chỉ đạo của đảng viên, nên không thể mong chờ ở họ một sự độc lập nào trong xét xử cả. AFA cũng quan điểm của giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, cựu viện trưởng Viện khoa học pháp lý thuộc Bộ Tư pháp trả lời phỏng vấn trên báo Thanh tra rằng ông Hạnh khẳng định tòa án Việt Nam không xét xử độc lập, thẩm phán không độc lập, không làm được gì, không mang lại công lý cho người dân mà chỉ mang lại cho cơ quan hành pháp, cho quan chức. Cuối cùng, AFA dẫn quan điểm của một luật gia ở Sài Gòn cho rằng thẩm phán Việt Nam thường là đảng viên. Trước khi xử thì chi bộ đảng đã định hướng xét xử. Hơn nữa, Việt Nam chưa có tam quyền phân lập mà đảng lãnh đạo cả tư pháp, hành pháp và lập pháp nên người thẩm phán chỉ là người cụ thể hóa định hướng của đảng bằng pháp luật mà thôi. Chẳng hạn ca nào xử bao nhiêu năm, điều quan trọng là quy trình bổ nhiệm ngay từ đầu chuẩn phải đáp ứng yêu cầu chủ quan và khách quan. Nếu bổ nhiệm nhầm thì rắc rối vô cùng. Mà ở Việt Nam, chủ tịch nước mà còn chọn nhầm còn bị thay thế, huống gì thẩm phán. Do đó, theo tôi, quy trình bổ nhiệm phải đi với quy trình chế tài, nếu sai vẫn phải sửa sai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Nhiệm kỳ thẩm phán suốt đời chưa đủ để có tư pháp độc lập. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.